Sai lầm chết người của Trung tướng Đường Minh Hưng trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã có quá nhiều sơ hở. Trung tướng Đường Minh Hưng là một trong những nhân vật cấp cao đã được phía Đức đặt vào danh sách những người cần truy nã quốc tế. Nguồn cơn của sự bi đát này bắt đầu từ việc Trung tướng Đường Minh Hưng tham gia vào đường dây bắt cóc và đưa Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam. Máy camera của khách sạn Steilerhof đã thu hình việc Trung tướng Đường Minh Hưng móc từ trong túi 800 euro tiền mặt ra trả tiền thuê phòng cho khách sạn, nơi được tướng Hưng sử dụng như trung tâm chỉ huy của vụ bắt cóc. Mật vụ Việt Nam từ quân đến tướng để lộ quá nhiều dấu vết. Đầu tuần này, thứ ba ngày 8 tháng 5 năm 2018, phiên tòa xử nghi can mật vụ Nguyễn Hải Long bước vào những ngày giai đoạn căng thẳng. Với sự công khai của các nhân chứng trước tòa án thượng thẩm Bắc Liên, ngoài một nữ nhân chứng người Việt công khai về việc Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Liên đặt mua gấp 3 vé máy bay để áp tải Đỗ Thị Minh Phương, người tình của Trịnh Xuân Thanh về nước, còn lại tất cả 6 nhân chứng người Đức, họ là nhân viên trực điện thoại, nhận đặt phòng hoặc nhân viên lễ tân của các khách sạn ở Berlin, nơi các mật vụ Việt Nam từng trú ngụ. Khách sạn Berlin thuận lợi cho vụ việc theo dõi và giám sát. Một tuần trước khi vụ bắt cóc xảy ra, ngày 16 tháng 7 năm 2017, Trung tướng Đường Minh Hưng đã đích thân bay đến Berlin để chỉ huy vụ bắt cóc này. Đi cùng là hai trợ lý đắc lực, là cánh tay trái và cánh tay phải của Trung tướng Đường Minh Hưng. Các nhà điều tra Đức nhận diện được một trợ lý, đó là sĩ quan tình báo Vũ Quang Dũng, mà thời gian ngắn trước đây đã từng sang Đức tập huấn nghiệp vụ do chính phủ Đức tài trợ, nay quay lại Đức để gây án. Lúc 20 giờ tối ngày 16 tháng 7 năm 2017, tướng Hưng và hai trợ lý đến nhận phòng tại khách sạn Berlin. Qua phòng này, ở ba phòng này đã được đặt vào ngày hôm trước ngày 15 tháng 7 năm 2017 qua mạng Internet booking.com. Trang này có ngôn ngữ tiếng Việt. Nữ nhân viên lễ tân Ellen khai trước tòa rằng khi tới lấy phòng, một người đàn ông Việt Nam tên trên hộ chiếu là Trần Văn Vũ, nói tiếng Đức rất kém, thường phát âm lệch sang tiếng Anh. Các phòng này được đặt qua booking online. Người đứng tên cho hóa đơn khách sạn là ông Trần Văn Vũ, địa chỉ cư trú tại thành phố Hà Nội, Việt Nam. Trần Văn Vũ chính là trợ lý thứ hai của Trung tướng Đường Minh Hưng. Khách sạn Berlin nằm rất gần khách sạn Sheraton, nơi Đỗ Thị Minh Phương và Trịnh Xuân Thanh hẹn hò gặp nhau từ ngày 19 tháng 7 năm 2017. Chi tiết này cho thấy tình báo Việt Nam đã biết trước nơi cư ngụ của Đỗ Minh Phương, nên Trung tướng Đường Minh Hưng đã chọn khách sạn gần đó, rất thuận lợi cho việc theo dõi và giám sát. Hai ngày trước khi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, tướng Hưng muốn chuyển sang ở một khách sạn khác, và ông đã cho Nguyễn Đức Thoa là đại tá tình báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin đi tìm một khách sạn khác. Tuy nhiên, ba phòng ở khách sạn Berlin vẫn được giữ lại để chứa quân. Trung tâm chỉ huy tại khách sạn Steilerhof. Khoảng 12 giờ trưa ngày 21 tháng 7 năm 2017, đại tá tình báo Nguyễn Đức Thoa đã đến khách sạn Steilerhof hỏi đặt phòng. Khách sạn này cũng không xa, chỉ cách khách sạn Sheraton và khách sạn Berlin khoảng 1 cây số. Sau khi có kết quả, Nguyễn Đức Thoa gọi điện báo tin, và lúc 12:49 là giờ tướng Hưng và Đào Quốc Oai đến khách sạn. Sau đó, Lê Anh Tú chở Nguyễn Hải Long bằng xe biển số là BMW X5 đến khách sạn này lúc 13 giờ. Tại bàn lễ tân, Đào Quốc Oai và Nguyễn Hải Long đã đứng tên thuê hai phòng khách sạn này
cho đến ngày 25 tháng 7 năm 2017. Máy camera của khách sạn đã thu hình Trung tướng Đường Minh Hưng móc 800 euro tiền mặt ra trả tiền trước cho hai phòng này. Ông Stark, nhân viên 33 tuổi của khách sạn Stylerhof, cho tòa án biết rằng có tất cả ba người có vóc dáng châu Á vào lấy phòng. Họ đã thanh toán ngay bằng 800 euro tiền mặt, trong đó có hai người không nói được tiếng Anh. Một người biết đôi chút, họ đặt phòng từ ngày 21 tháng 7 năm 2017 và trả phòng vào đêm 23 tháng 7 năm 2017. Tôi cũng nhận ra bị cáo tại phiên tòa này, tức là Nguyễn Hải Long, là một trong số những người đã tới khách sạn ở thời điểm đó. Sau đó lúc 13 giờ 12, giờ Tướng Hưng dọn vào trong phòng số 146 do Đào Quốc Oai đứng tên thuê. Căn phòng này được ông ta sử dụng như một trung tâm chỉ huy. Cho đến thời điểm xảy ra vụ bắt cóc, ông ta hầu như không ra khỏi phòng. Mỗi lần ông đi ra ngoài chỉ trong thời gian rất ngắn. Ém quân tại nhà trọ Keith Benson. Một ngày trước vụ bắt cóc diễn ra, khoảng 10 giờ 20 phút sáng ngày 22 tháng 7 năm 2017, một người tự khai tên là Dũng đã đặt 3 phòng tại nhà trọ Keith Benson thuộc quận Friedrichshain-Berlin, cách xa khách sạn Sheraton và khách sạn Sheraton cho thời gian từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 7 năm 2017. Đặc biệt là người tên Dũng này đã dùng địa chỉ của Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin để đặt phòng. Ông Raman, nhân viên lễ tân phòng trọ khi expansion, khai trước tòa rằng mãi đến gần 1 giờ sáng ngày 23 tháng 7 năm 2017, ông Dũng và một số người Việt Nam khác đến nhận phòng đã đặt. Khi làm thủ tục nhận phòng, căn cứ vào hộ chiếu, tôi đã ghi họ và tên ông này là Vũ Quang Dũng vào máy computer của nhà trọ. Nhờ vào camera thu hình, các nhà điều tra Đức đã xác minh được Vũ Quang Dũng chính là một trong hai trợ lý của Trung tướng Đường Minh Hưng. Sáng sớm ngày 23 tháng 7 năm 2017, Trung tướng Đường Minh Hưng rời khỏi khách sạn lúc 8 giờ 18 phút và không quay trở lại. Trình Xuân Thanh và người tình Đỗ Thị Minh Phương đã bị mật vụ bắt cóc khiêng lên chiếc xe VW7. Xe này 7 chỗ ngồi vào lúc 10 giờ 50 phút sáng, trong khi đi dạo tại công viên Tiergarten, tức là vườn thú gần khách sạn Sheraton. Nạn nhân bị chở thẳng đến Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin. Khoảng 25 phút sau khi vụ bắt cóc xảy ra, lúc 11 giờ 14 phút, Trần Văn Vũ, trợ lý của tướng Đường Minh Hưng, trở về khách sạn Berlin, làm thủ tục trả 3 phòng thuê tại đây. Cô Natalia, nữ nhân viên thu ngân 21 tuổi của khách sạn Berlin, khai trước tòa rằng ông ta đã trả ngay tất cả 4.275 euro bằng tiền mặt cho 3 phòng được thuê trong chiều ngày. Ông ta trả bằng các tờ tiền giấy 150 euro. Chúng tôi phải cho máy kiểm tra cẩn thận nên hơi mất thời gian cho ông ấy. Còn Đào Quốc Oai và Nguyễn Hải Long đi bằng xe Porsche màu trắng đến khách sạn Sheraton lúc 14 giờ 48 phút để trả phòng và lấy hành lý cho tướng Hưng. Trong khi đó, 3 phòng tại nhà trọ Key Expansion được trả lúc gần 16 giờ chiều và tiền thuê phòng tổng cộng là 360 euro cũng được trả bằng tiền mặt. Mật vụ Việt Nam từ quân đến tướng đã để lộ quá nhiều dấu vết. Các nhà điều tra Đức lấy làm ngạc nhiên về việc tất cả các phòng khách sạn đều được thuê bằng tên thật của các mật vụ Việt Nam. Thậm chí, có trường hợp còn dùng địa chỉ của Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin để đặt phòng. Các nhà điều tra Đức cũng nhận xét thấy Trung tướng tình báo Đường Minh Hưng là một người dày dặn kinh nghiệm trong nghề gián điệp. Tướng Hưng rất cẩn thận, chẳng hạn như ông hầu như không ra khỏi phòng và hạn chế tối đa việc gặp gỡ tiếp xúc
kể cả với đại tá tình báo Nguyễn Đức Thoa của Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin. Sáng sớm ngày 23 tháng 7 năm 2017, trước khi vụ bắt cóc xảy ra, tướng Hưng đã rời khỏi khách sạn và không quay trở lại nữa. Ông cho Đào Quốc Oai và Nguyễn Hải Long đến để trả phòng và lấy hành lý của ông. Ngay sau khi vụ bắt cóc xảy ra, cùng ngày hôm trước đó, tướng Hưng cũng đã vội vã rời khỏi nước Đức. Đào Quốc Oai đã dùng xe Porsche màu trắng chở tướng Đường Minh Hưng rời khỏi Berlin đến Praha. Và ngày hôm sau, 24 tháng 7 năm 2017, tướng Đường Minh Hưng bay từ Praha về Hà Nội qua ngõ Moscow. Bởi vậy, các nhà điều tra Đức đã cực kỳ ngạc nhiên và không thể nào ngờ khi thấy một mặt tướng Hưng rất cẩn mật để cho Đào Quốc Oai đứng tên thuê khách sạn cho ông. Nhưng mặt khác, đúng lúc Oai làm thủ tục thuê phòng, thì tướng Hưng móc tiền mặt trong túi trả tiền thuê phòng cho khách sạn. Máy camera của khách sạn đã thu hình cảnh trả tiền này với khuôn mặt rất rõ của Trung tướng Đường Minh Hưng. Như thế, vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh không những chỉ có quân của tướng Hưng không biết vì nghiệp vụ kém hoặc sơ suất để lộ quá nhiều dấu vết, chẳng hạn như mướn 3 chiếc xe, mà cả 3 chiếc xe đều có trang bị hệ thống định vị GPS, mà kể cả người cầm đầu chỉ huy là Trung tướng Đường Minh Hưng cũng mắc phải những lỗi lầm sơ đẳng để lộ tung tích của mình. Chính vì những lỗi lầm nghiệp vụ này mà đến nay Trung tướng Đường Minh Hưng đã phải trả giá khi phía Đức đã chính thức phát lệnh truy nã quốc tế đối với Trung tướng Đường Minh Hưng cùng rất nhiều mật vụ Việt Nam liên quan đến đường dây này. Nếu bị bắt, Trung tướng Đường Minh Hưng khó lòng thoát khỏi án tù.